Con quái kìa. Con quái kìa. Con quái kìa. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì mình mới đi công chuyện về tới nha bạn. Thì mình ra tới trời, mình phát hiện một cái cảnh tượng nói chung là hết sức là tưởng tượng luôn nha bạn. Ba thằng đó, thằng nào cũng ngủ như con heo hết trơn nha bạn. Mình mới suy nghĩ ra được một cái màn tròn bắt chợt nha, là cho ngoại viên nha bạn. Mình sẽ lấy cái ba lô của ngoại viên, mình sẽ giấu nha. Còn coi nó phản ứng như thế nào khi thức dậy không gặp cái ba lô đó nha bạn. Tại vì các bạn biết không, cái ba lô của nó là rất là nhiều đồ quan trọng nha các bạn. Điện thoại quay phim nè, rồi kênh bọng nó bỏ trong điện thoại chống nè, rồi cái bóp tiền của nó, nói chung là rất là nhiều đều đồ quan trọng trong cái ba lô của quay phim nha bạn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình quay cho các bạn xem là ba nó ngủ như thế nào nha. Đậu xanh á, mình đi công chuyện vừa tới mà thấy mẹ luôn, ba nó ở nhà trời, trời thằng nào nó ngủ nó hoành tráng như trời, đúng là có lý thiệt chứ. Bây giờ mình chạy vô nhà, mình lấy cái điện thoại của vợ xà mình ra để mình quay nha các bạn. Khi mà thế nào mà nó phát hiện cái ba lô đó, thế nào nó cũng sẽ điện thoại cho mình. Bởi vậy mình sẽ lấy cái điện thoại của vợ xà mình sẽ dừng máy quay. Còn cái điện thoại mình sẽ bỏ túi. Khi nào tụi nó điện thoại mình thì mình sẽ làm sao cho giống là mình chưa có đi công chuyện gì tới, cho tụi nó hùng vía lên mây chơi nha bạn. Đậu xanh nó lần trước hồi kia nó chơi mình, nó ngủ ở nhà bắt ba lô bắt kênh bật bọng hết trơn, làm mình hùng vía lên mây bạn. Bữa nay mình sẽ cho nó hùng vía lên mây lại nha. Bây giờ mời các bạn đón xem clip tròn của mình ngày hôm nay nha. Các bạn đợi chút, mình sẽ chạy đi nhà mình lấy cái điện thoại của vợ xà mình ra, mình quay cho các bạn xem tụi nó ngủ xong rồi đặt máy quay luôn nha bạn. Các bạn ơi, thì mình mới vừa vô nhà lấy cái điện thoại của vợ xà mình ra tới nha bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem bà nó ngủ như thế nào nha. Đậu xanh á, giấc này ba thằng nó ngủ ha, mê ly làm sao luôn á trời. Bây giờ mình sẽ đi nhẹ nhẹ quái, mình quay cho các bạn xem bà nó ngủ ra sao nha bạn. Cô đen đang ngủ bên đó nha bạn, một cô lồng đang ngủ bên kia, còn bên kia đang ngủ giống ngoài nha bạn. Đó, ba nó ngủ mê ly hết trơn nha. Đó, thời cơ chín mùi đã tới. Bây giờ để mình dựng máy quay xuống, mình hốt cái ba lô của bên kia mình đem giấu nha bạn. Các bạn nhớ đón xem bàn tròn của mình nha. Bữa này tới công chuyện như mấy nó nha bạn. Các bạn chờ mình chút rồi mình dừng máy quay cả nhà bạn. Các bạn, bây giờ mình dừng máy quay xong, bây giờ mình tiến hành thực hiện một bài tròn này nha. Ok. Thousand years later. Thank you.
Trả em ba lô anh trai rồi chứ giấu ba lô nào. Khùng quá mày ơi. Khùng gì trả chứ chiến. Không biết. Tôm hai nó cứ đạp uống về. Thôi trả em ba lô đi ông nội ơi. Thôi biết anh chơi rồi nó giấu trả đi ông ơi. Rau quá ông nội ơi. Rau thì trả đi trời dựng ngay đứa. Có mình anh thức nãy giờ chứ ai. Mới thức cái đợt quậy quay uống thức nãy giờ nào. Thì thức anh giấu ba lô của em rồi đó. Tụi lao quá quay. Trả đi đi. Tụi lao đi chạy. Đó mà mày khùng quá. Trời giỡn không vui nha mày. Giỡn không vui nha. Ai mày giỡn đó mày ơi. Trả đồ đi. Bây giờ có mình anh thức cái ai. Sao xạo hoài cái mặt này sao xạo giấu ba lô. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Lấy ba lô mày làm cái gì không biết nữa. Ông giấu rõ ràng đi. Ông nội cũng quậy. Lấy mà. Ba lô của mày ai mà lấy cái gì. Đây. Đây. Nước. Trả ba lô em anh trai. Trời kỳ trời. Giấu ba lô ông nội. Lô ai mà lấy nữa. Đi. Sao đủ gì trời ơi. Làm như tôi biết. Đây trả ba lô đây anh trai. Có gì vậy. Trả ba lô. Chạm chạm. Ba lô gì trả. Trả nhỏ này nữa. Đúng vậy đã đòi hôi giấu ba lô nữa. Trả ba lô tôi đi ông nội ôm nội. Trời ơi giấu này cái mặt giấu này kìa. Cái mặt giấu này kìa. Nó khùng quá gì á. Đi. 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 Ba thằng ngủ chung đây nãy giờ. Nãy giờ anh thức đầu tiên rồi anh lấy của em cho ai. Tao thức tao cửa mặt tao làm cà phê tao uống đó. Mày thức đó. Rồi ai lấy. Em quyết. Không ba lô anh để cái bên mà. Mày giấu con như vậy. Mất cái ba lô. Sao hoài em nói em lấy đi ông. Nãy giờ mình chưa ra. Lấy trong mình lấy. Trả đi em nội. Nãy giờ chưa ra khỏi chạy nữa giấu đâu. Coi ai lấy. Ba lô để nằm cái bên mà nãy. Ba lô kế bên mày mày không biết sao tao biết được. Còn nguy hiểm. Xạo quá bro. Tao láo tao làm con mày đấy. Lấy cho ai. Lấy mày làm gì đâu ơi. Bao quá mày. Lấy mất cái ba lô. Ừ. Ông nội giấu. Giấu trả ông nội ông nội. Giấu mất khùng mất điên đi trai. Ủa vậy thì nữa sao thì lấy ba lô lấy cho được. Nãy giờ chưa ra khỏi cái chạy này nó lấy. Giấu ở đâu, nó mày nhìn cái chạy này tao giấu ở đâu được chứ, cái ba lô trả của mày. Rồi vậy rồi, nó nằm đâu? Sao tao biết được, ba lô của mày mày ngủ mày để cái bên mày hỏi tao. Mất con nào, mới hết vậy nó mất tiêu rồi. Tao lấy tao làm con mày liền đó hậu. Giấu quá ông nội, lấy xe chắn tao liền á. Nào giỡn giỡn đâu, thiệt thiệt mất rồi gì đó. Đồ rạc của mày, chổng liên quan gì tao chơi cái đó, tao không có chơi à. Rồi ai lấy ông nội, trời lấy ba lô, chậm lấy ông nội. Lao chết. Rồi ba hàng năm nay rồi ba lô tin tôi bắt tiêu chơi. Có thằng nào không xàm lấy không? Chưa về đó. Tao tức là ổng chưa không lấy ai nãy giờ nè. Chạy hoài coi ổng về chưa, ổng về là ổng lấy. Đồ đạc liên quan của nó mà ai mà giỡn kiểu đó gì. Cũng không biết gì đâu. Vừa lúc một là tự nhiên sao mất.
nó thức dậy kìa, đã hồi cái ba lô nó mất tiêu kìa. Đến tôi thờ nó giấu. Ông có giấu không? Giấu làm gì ông cô? Tôi biết được. Để giấu gì trời đó sao? Mày nghĩ coi cái chạy này nó chưa ra khỏi cái chạy này nữa, tao giấu ở đâu? Có chạy nó bà rồi đi. Của mày á, mày giấu á. Giấu con khỉ này tôi muốn giấu. Ông không có ở nhà rồi, cái bé ba lô tôi ăn trộm lấy ông nội. Ông có chồng. Ủa, đồ đạc của mày là tao không có chơi chỗ đó à. Thôi đi, ăn trộm lấy hồi mất tiêu ba lô rồi, cánh bọng đâu đồ đạc trong bớt bọng gì nữa. Mất tiêu chân không rồi. Giấu không? Giấu chạy con ra. Nó còn con đây đó. Mày giấu, 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 giấu. Trời giờ bây giờ ba lô mất tiêu rồi ai lấy trời. Điện ông thưa coi. Nãy giờ nằm ngủ đây ba hàng nằm ngủ đây giờ ai lấy. Ông về, ông chưa có về đó. Nãy giờ tôi chưa đi đâu hết trơn á nha. Mày ông về, ông có chồng thì ông chơi, còn về ông không có chồng luôn, ông chưa về nữa. Trời đâu rồi lẹn ông rồi. Ừ trời, giờ ba lô mất tiêu rồi. Chứ đồ đạc của mày đi giống mày, mà lấy gì? Mày ăn chậm lấy hả? Đang ngủ ngon lành, rậm cái là như quả hồng mà dớt dí luôn trời. Điện ổng kêu ổng dài ơi. Điện coi thứ có đồ không? Cái ba lô để đồ đạc trên bọng trống không có mắt tiêu là chết tôi luôn á. Đồ của mày liên quan trên bọng ai mà giỡn chỗ đó. Chứ không biết ông nội không có cho ông lấy không nữa. Ủa mà sao mất cái ba lô và điện thoại tôi đây còn? Đúng rồi, điện thoại ba điện thoại trên bàn còn chơi luôn lẽ. Nó ngủ ngoài đây chắc đi ngang lấy luôn chứ vậy. Vô đây bị động thì sao? Cái ba lô bỏ đâu? Để ghế bên nó đây luôn nè. Chắc lẽ chậm lấy cái ba lô hả? Cái thoại trên bàn để nhóc chơi luôn. Đi ra vô biểu đừng mắc phải. Trời ơi, hôm nay vô gọi điện hôm nay không nghe nó trời. Trời ơi, vừa có ba lô bắt tiêu rồi, kênh bỏng cháu chết luôn. Điện quay lại mà để ba lô sao được. Tiêu luôn rồi trời. Ông ấy ông có chơi chơi nó chứ. Thôi được rồi cháu, cháu ơi. Ủa cái mẹ cháu, cháu không? Điện không nghe máy luôn nè. Trời ơi. Lấy trời, mấy ông có lấy cái đưa tôi ra mấy ông ơi. Trời ơi, có đâu mà có. Vừa gọi không nghe máy luôn. Đó giờ mày chơi tao chứ tao chơi chơi mày nào. Ra nào nó chơi mày khùng. Cái gọi đấy. Mày lấy cái ba lô trời. Mày có máng đồ không? Máng gì tôi đủ để cái bờ luôn máng thèm à. Ai vô đây trời. Kiếm nhậu đây có ai cho ông mấy ông chơi dấu dấu tôi nổ. Dấu đâu mà lá dấu, nghĩ sao có dấu, dấu dấu tôi trả cho trời ơi. Ai lấy trời. Ủa chết mẹ luôn rồi mở mắt ra cũng mơ mơ màng màng luôn á. Điện được không? Đâu? Ông có lấy dấu ba lô tôi không nội? Cái ba lô tôi mất tiêu mà ông có dấu không? Cha, 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 cha. Ông đi công chuyện đâu tới giờ này em có lô tôi mất tiêu rồi nè. Ông giấu hay gì vậy? Thì kêu ông dạy lại đây, ngô kênh bọng nặng chổng đó, kêu ông dạy coi. Trời ơi, giờ ba hàng nằm đây rồi ba lô mất tiêu rồi ông nội ơi, kênh bọng mất trơn rồi, trời ơi, giờ biết sao giờ. Tôi cho nó làm cái gì trời, giờ ba lô, ba hàng ngủ nằm đây ba lô để cái bên mất tiêu rồi nè. Giờ hỏi không ai giấu chứ, chẳng lẽ ăn trộm giấu rồi mất tiêu rồi sao giờ ông nội. Kêu dạy lại đây. Kênh bọng trong đó luôn á. Ai mà cảnh đâu mà cho nâu nữa nội. Ông về liền đi, ông giải quyết vấn đề này coi chứ ba lô giờ mất tiêu rồi, kênh bọng rồi sao giờ. Tôi cho đâu làm, tôi làm con chó liền bây giờ đó, cái liền đó, cho đâu mà cho đấy ông. Hỏi mấy ông nè. Mất thiệt rồi. Đó, ông đừng đi. Sao mày? Dạy liền đi, dạy liền đặng giải quyết nào ông nội ơi. Ông có lấy không, buồn ông có lấy không? Dạ ông về liền đi, bỏ công chuyện về. Ngang đi chơi, bây giờ kênh bọng ba đem làm mất tiêu rồi đó. Ăn trộm về lấy rồi nè. Trời trời, không có ai cho ai gánh đâu mà cho nông chứ, cho hoài trời. Bây giờ về lẹ đi, ba lô mất rồi, tên bọng mất cái chân luôn rồi. Về lẹ đi ông nội, không có ai giỡn ông đâu. Đừng có đường này thường ai đi vô đây ta. Cái gì? Ông nội không nhớ nữa. Bài chứ hoài, bây giờ coi không nói nè. Bây giờ không tin luôn nè, nói rồi. Đi về đi, ông sợ mất đồ cho nè. Tôi láo trời đánh tôi á. Trời ơi là trời. Bây giờ không tin nó trời. Tao thường ngày. Trời. Ông thấy thường ngày có ai đi vô đi ra đây không?
Nè nói gì ông ơi, mất tiêu rồi. Ông về liền đi, công chuyện liên quan thiệt. Anh em không có giỡn với ông nha. Mất tiêu. Mày, ông không tin. Trời ơi, ông nội đi, về liền đi ông nội. Mất tiêu rồi. Về. Coi công chuyện qua một bên đi, về nhà coi sắp xếp coi tiệm chiếc ba lô tôi nè, ai lấy rồi nè, coi chiếc camera rồi coi ai lấy. Thiệt mất tiêu rồi, bây giờ kênh bảo mất tiêu cho ngồi ba lô để rồi cái bên ngủ mất tiêu cậu nội, về lẹ đi. Trời ơi trời, giờ công chuyện không có ai chơi nữa mà cho ông nội đi chơi ông ngoài đó, mày nói là ông không tin nữa. Ôi tin chứ, nó nói ba lô mất tiêu rồi, nó cho ai nhảy nó mà cho ông ngoài. Mất rồi thì sao rồi trời? Bởi vì nói là ông dễ gì ông tin. Thường ngày đó ai đi vô đây rồi thường. Ờ trời, bây giờ đường này có ai đi? Có mấy ông đi cái gì? Có ông năm đi gây hai mét quậy ai đi? Mấy ông mua mít nữa vậy? Vẫn leo mua mít đấy hả? Buổi sáng giờ có mua mít không ta? Mày ngủ ông nội ba cũng quét nữa. Trời, giờ mất hỏi mất năm thôi chứ hỏi ai vậy? Mất tiêu nó alo rồi kênh bộng rồi bóp bộng tôi giấy chứng nợ tôi nó trống nữa trời. Trời ơi, bây giờ mất tiêu rồi biết sao giờ? Ai lấy trời? Lô người ta để trong đây đi hay ngủ, ta để trong người ta ngủ đi. Trời ơi, từ đó giờ để đây có bao giờ mất cái vụ này đâu. Làm như chúng chạy rồi đó giờ, ông, ở đây có mất mấy cái giống ông, gì đâu. Ông mày nghĩ là... Cái dao mà còn mất kìa. Ủa ông tốt ngoài đường cái gì đó, ông chúng chạy có cái ai đi dao để qua mất kìa chứ ở đó không mất. Chí mà mất đề sao mà? Thường ngày là không có ở đây. Vấn đề sao mà bây giờ ba lô mất mà mấy đi hỏi mất. Lào. Mày để cho chăng cái đường đi biểu luôn mắt. Để đi dọc, để cái bên tôi ngủ luôn. Để bên cái chăng đường đi nó thọc tay vô lấy rồi cái mộn chứ gì. Còn vô còn điện thoại tao với đang để trong đây á, ông nội nó chưa dám vô nữa. Còn bây giờ mắt rồi trên chỗ rồi mắt luôn ông nội. Nó như rồi á. Thì mày để ông về chiếc xuất camera coi với sao. Về ông nội điện xuất gì vậy? Camera giờ nằm lúc ngoài đầu đường á, giờ chiếc xuất ai vô đây biết đường đâu kiếm. Cậu đi ngoài. Cậu ngoài có... vô. Ủa có khi nào có gọi tới cái đường mình vô đây đâu? Thí dụ mà lỡ nó đi mày ai có đi trời. Ta đi xẹt vòng vòng đây rồi làm sao mà ông biết đường không kiếm? Bắt cái kênh rồi đói luôn, đội ơi đồng đội. Làm như camera gọi ngay chỗ có cửa nhà vô vậy á. Chuyện này đi, biết sao được không biết. Rồi ông về rồi vừa coi không được thì báo công an hay gì đi coi chứ sao giờ. Ta nói thiệt ông nội nè, cứ nói đừng có giỡn. Điện ông lại cái nữa rồi. Điện làm gì đó, nói về liền. Nhí cái ông nội gì tình chứ. Còn có cái rốt cuộc là không có dấu hay gì không? Cái dấu làm con hai bay á. Để giờ đi bên lỡ lát hồi về hồi báo công an là ông bị bắt khác chịu á nha. Cái nào nó có là có, không là không nha. Lâu đó rõ ràng nha. Có thằng chân cũ chân ngoại cha. Mất tiêu ba lô thiệt tình chứ. Trời ơi. Con ngoại kìa. 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 Thái Lan ông xạo hả? Tao tát đầu. Tao tát đầu ông vòng. Cái lũ chanh người ta không có ba lô, tao mượn ba lô, tao quẩy cho nó ngầu. Mất hết gì vậy? Rồi, nãy giờ tao giấu nè. Nãy giờ lấy ba lô, làm hại nó vậy. Ngay chứ. Đây, đủ lũ chanh từ nãy tao về đây gặp mày ngủ rồi nè. Gặp cái ba lô mày, tao thấy vậy tao quẩy đi luôn cho ngầu. Sao? Ông hỏi tụi chú một tí. Mày ngủ rồi tao đánh thức mày dậy gì mày hỏi. Thôi ông tới đây bây giờ. Điện điện cho ông sao ông không nói? Không lẽ tao nói tao lấy cái ba lô rồi á? Chứ sao? Ngu sao tao nói? Vậy là ông cho chứ tao nói làm sao tụi bay lo lắng được. Chứ tao nói làm sao tụi bay lo lắng được. Mày cho tụi bay lo lắng được chứ. Ông bắt đầu chết ba lô ơi. Mượn ba lô quẩy đi qua Thái Lan là mà nói chuyện đâu tác không chút không là đi tin rồi. Đi ông chơi nó rồi. Mới chiều nó lấy ba lô chắc đục ở đâu luôn á chứ. Đó, để đó, 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 còn đủ rồi. Đúng không? Ngu xanh nó mượn cái ba lô mà quẩy vô bên Thái Lan nói chuyện đi đối tác Cameroon bển không mà. Cameroon không cho. Cameroon không cho. Cameroon không cho. Trời ơi bắt gì? Tao quẩy nãy giờ bắt gì đâu bắt. Nãy giờ tôi ở đây làm.
Cậu xanh mày, tao nói tao mượn mà mắc mới gì đó hụt. Ông mượn kìa. Ông mượn không có đó. Ông mượn mà sao nãy tôi gọi này sao gì tới tao ngủ khò queo đâu trên người tay ngủ chơi sao tao nói được. Tôi thích vậy chứ. Quên nó thèm nha. Cậu xanh thì tình chứ. Ôi trời. Giọt các bạn. Đậu. Dữ hả? Ông cãi luôn đi. Giọt. Cái thằng con của mình ngày hôm nay nói chung là nó bất chợt nha bạn, nên không có suy nghĩ được gì thêm nữa chứ. Đâu ngu sang mặt chết trời mất rồi. Bởi vậy cái thằng con này nó có gì đó nó hơi lạc lạc, các bạn thông cảm nha, tại vì bất chợt nha bạn, nên các bạn cũng biết rồi, đầu óc mình đâu có nhanh nhẹn để suy nghĩ thêm này kia đâu. Thôi nói chung này nó gương mệt quá các bạn ơi. Trời mệt quýu đầu chân trời. Thôi bây giờ mình sẽ ngừng clip này đây nha, chúc tất cả các bạn xem clip vui vẻ nha.